Tối ngày 30 tháng 7, hàng trăm người thuộc các lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng vẫn tích cực huy động máy móc, phương tiện, tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Danh tính cán bộ chiến sĩ bị đất vùi lấp gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Trường, sinh năm 1981, Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977, Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990. Ngoài ra, thời điểm trên có một người dân đang tham gia hỗ trợ di dời phương tiện tài sản cũng bị đất vùi lấp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút, hàng trăm mét khối đất đá từ sườn đồi đã sạt trượt vùi lấp một phần của trạm cảnh sát giao thông Madagui, khiến một số người bị đất vùi lấp. Sau đó, lượng đất lớn tràn xuống đường, hất ngang xe ô tô loại 51 chỗ ngồi, chắn ngang đèo Bảo Lộc, vùi lấp một ô tô khác. Ngay sau khi đèo Bảo Lộc bị sạt lở chia cắt hoàn toàn, chiều ngày 30 tháng 7, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng phương tiện di chuyển qua hướng khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30 đến đêm ngày 31 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông cục bộ, có mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, có nơi trên 170mm. Các khu vực này cũng có khả năng mưa dông kéo dài nhiều ngày tới.